ông Võ Văn Tân, Phó Bí thư Quận ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Thốt Nốt, bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận vừa có buổi làm việc cùng ngành chức năng và các địa phương hợp rút kinh nghiệm cho hoạt động lễ hội vườn trái cây Tân Lộc năm 2023. Lễ hội vườn trái cây Tân Lộc năm 2023 là hoạt động nằm trong các chủ hoạt động du lịch điểm nhấn cấp thành phố được tổ chức quy mô với nhiều hoạt động phong phú đa dạng từ các gian hàng quảng bá trưng bày sản phẩm du lịch các sản phẩm ô cốp sản phẩm trái cây địa phương, hội thi trang trí, tạo hình trái cây nghệ thuật, cây củ quả lạ, cây cảnh bonsai, hội thi bánh xèo ngày Tết đoan ngọ, hội thi chim chọi và chim hót, chọi gà dân gian, hội thi lân sư rồng cấp quận mở rộng, thi quá trang bảo vệ môi trường, hoạt động trò chơi dân gian, trình diễn và tặng chữ thư pháp, sinh hoạt câu lạc bộ đơn ca tài tử đây là hoạt động nhằm tung dinh thành quả lao động của người dân địa phương đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh lễ hội vườn trái cây tân lộc đến khách tham quan và giới thiệu tiềm năng du lịch sinh thái miệt dường từng bước xây dựng tân lộc thành một trong những địa danh du lịch của thành phố cần thơ